Vườn Xương Rồng Sen Đá Tây Ninh Miss Garden xin kính chào cô chú, các anh chị và các bạn. Cũng lâu lắm rồi Vườn không có ra video mới, bởi vì trong cái thời gian vừa qua Vườn có về một số dòng xương rồng mới, nhưng mà Vườn phải mất thời gian để trồng lại nó thật là khỏe khoắn. Khi mà cây ra rễ khỏe rồi thì mới giới thiệu đến cô chú, các anh chị và các bạn. Thì trong video ngày hôm nay á, Vườn cũng xin giới thiệu đến mọi người hai cái combo xương rồng. Trong đây có nhiều cái loại xương rồng mới mà Vườn mới nhập về. Thì mỗi combo như vậy á là gồm là 10 cây, ở đây có hai combo. Tất cả những cái cây ở đây đều được Vườn trồng thuần và ra rễ rất là khỏe rồi. Mọi người có thể yên tâm đem về trồng. Tiếp theo đây Vườn sẽ giới thiệu đến mọi người tên gọi của từng loại xương rồng này, và kèm theo đó là một số dòng sẽ có ảnh hoa để cho mọi người tham khảo. Đầu tiên là combo thứ nhất này, thì cái cây đầu tiên màu vàng này chính là cây xương rồng bóng vàng. Trước đây Vườn cũng đã giới thiệu cho mọi người rồi. Cây này cũng rất là dễ trồng luôn. Thì kế đến là một cái dòng xương rồng lần đầu tiên mà Vườn giới thiệu. Đây gọi là tục pin, kêu là tục pin. Tục pin thì nó có rất là nhiều loại, thì cái tên đó Vườn có để trên màn hình đó, mọi người có thể tham khảo. Xương rồng tục pin nha mọi người. Đây một cái dòng tiếp theo là một cái cây xương rồng ghim lam. Thì cái dòng này không phải giống như những cái ghim lam khác á, mà nó có tên gọi là ghim lam chocolate hay là sô-cô-la đó mọi người. Cây này cũng rất là dễ trồng. Tiếp theo nữa trong cái combo thứ nhất này á, thì có cái cây xương rồng mami lông cừu. Dòng này cũng rất là quen thuộc rồi, nhưng mà cái hoa của nó ra rất là đẹp luôn nè. Cái cây mami lông cừu này á, là hàng gieo hạt nha mọi người, chứ không phải hàng bẻ con đâu, cho nên cây nó rất là khỏe luôn. Cây tiếp theo thì cũng rất là quen thuộc. Đây là một cây xương rồng ghim lam gieo hạt. Vườn đã giới thiệu rất là nhiều trên kênh rồi. Còn đây là một cây xương rồng Aster, hay gọi là xương rồng bánh bao. Tiếp theo là một dòng xương rồng Mami, gọi là Mami Candida. Thì dòng này cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà trong cái combo này đa số là những cái cây đã từng giới thiệu đến mọi người rồi. Còn đây là một cái dòng mới ở vườn. Cái dòng này gọi là xương rồng Lobivia. Vườn nhập từ Thái Lan về. Đây là hàng gieo hạt nha mọi người. Thì đây là một dòng xương rồng có hoa rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Cây tiếp theo là một cây xương rồng T-Red, size nó khoảng bằng ngón tay cái thôi mọi người ơi. Xương rồng T-Red, xương rồng khủng long. Và cái cây cuối cùng ở trong cái combo số 1 này, cây cuối cùng nha mọi người, là xương rồng Astro xanh nha mọi người. Combo thì có 10 cây xương rồng. Trong đây thì đa số là những cái dòng mình cũng Vườn cũng đã từng giới thiệu cho mọi người rồi. Thì hôm nay cái combo này Vườn chia sẻ combo này với mọi người với giá là 330k, đặc biệt là Vườn sẽ bao ship cho combo này luôn. Mọi người ai có đặt hàng thì hãy liên hệ với Vườn qua số điện thoại dưới góc màn hình, hoặc là có thể add Zalo để trao đổi trực tiếp. Tiếp theo thì Vườn sẽ giới thiệu đến mọi người cái combo xương rồng số 2 ngày hôm nay. Trong cái combo này thì cũng sẽ có 10 cây xương rồng, nhưng mà trong combo này đặc biệt là có những cái dòng xương rồng Vườn mới nhập về. Cái cây đầu tiên chính là cây xương rồng Mami Blue Mosa. Cái dòng này thì nó sẽ khác với cái Mami lông cừu nha mọi người. Cái dòng này gọi là Mami Blue Mosa, nó cũng rất là đẹp luôn. Cái hoa nó cũng tương tự như là Mami lông cừu á. Thì cái cây số 2 này cũng là cây mới. Đây là cái cây xương rồng Long Thiên Nga. Thì theo Vườn được biết cái dòng này thì nó thuộc họ Rebutia. Thì nhưng mà mọi người hay quen gọi nó với cái tên là Long Thiên Nga rồi. Thì cái hoa của nó thì Vườn có để ảnh hoa minh họa cho mọi người xem. Cây số 3 trong cái combo này thì cũng là một cái cây xương rồng khá là quen thuộc.
À, đó chính là xương rồng cầu vồng. Đây, đây là một cây xương rồng cầu vồng đã được vườn trồng trồng lại và ra rễ rồi. Thì mọi người có thể thấy cây cũng rất là khỏe và đẹp nữa. Cây số 4, à, tiếp theo đây là một cái dòng xương rồng cũng khá là mới, vườn cũng mới nhập về. À, đây là xương rồng Echino. À, những cái cây này đều là được trồng ra rễ lại rồi hết nha mọi người. Thì một cây xương rồng Echino này á, thì nó có thể ra hoa nó màu hồng hoặc là hoa màu trắng. À, nó này là hên xui thôi mọi người ơi, chứ vườn cũng chưa có biết nó hoa màu gì hết, thì chỉ có thể đoán là hoa màu hồng hoặc là hoa màu trắng. Cây số 5 này cũng là một cây xương rồng mới. À, cái dòng này á, thì là xương rồng Thelo. Thelo, hoa của nó màu hồng. Thì cái size này á, nhìn nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó đã ra hoa rồi nha mọi người. Thì một số cây nó đã ra hoa rồi, vườn đã thấy được rồi. Thì đây đây cũng là một cái dòng xương rồng mà vườn mới sưu tầm về, à, mà mới gần đây thôi. Còn tiếp theo á, là một cây xương rồng kim lam rất là quen thuộc với mọi người rồi. Còn đây là một cây xương rồng mami. À, Mami sầu riêng, Erusamu. Dòng này thì cũng đã giới thiệu rồi. Kế đến đó là một cây xương rồng Gim Red, xương rồng gim đột biến nha mọi người. Dòng này cũng là một cái dòng đột biến nhưng mà nó không phải là màu sắc, mà nó đột biến về cái đỉnh của nó. Cái đỉnh của nó sẽ bị kéo dài ra như vậy nè. Đây là một cây xương rồng đột biến nha. Cây số 9 á, là dòng Rebusier hoa trắng. Cái dòng này nó cái hoa nó màu trắng trắng hồng hồng, à, nhìn rất là dễ thương. Đây cái cây cuối cùng của cái combo số 2 này, à, là cũng là cái cây mà vườn thích nhất luôn. Đây là cây Noto hoa tím. Dòng Noto hoa tím này á, ra hoa rất là đẹp luôn. Cây nó rất là cứng cáp. Mọi người có thể thấy nè. Mặt hoa của nó rất là đẹp luôn. Thì một cái combo này á, à, vườn xin chia sẻ với mọi người giá là 350k cho một combo này. Giá này á, thì vườn sẽ bao ship cho mọi người luôn. Mọi người lưu ý á, là khi mà ship cây đi á, thì vườn sẽ làm sạch cái phần rễ, à, bỏ cái phần đất này đi, à, sau đó phơi khô rồi mới rửa cây. À, khi mà cô chú anh chị nhận được cây á, mà có xảy ra hư hỏng gì á, thì có thể liên hệ cho vườn để được giải quyết. Thì ai mà chốt đơn á, thì có thể liên hệ cho vườn qua cái số điện thoại nằm ở dưới góc màn hình, hoặc có thể add Zalo, à, để trao đổi được nhiều hơn. À, vườn cũng sẽ tư vấn cho cô chú anh chị cách xử lý cây trước khi trồng. Vườn xin kết thúc video tại đây. Xin kính chúc cô chú các anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp.